Xin chào mọi người nha. Hôm nay đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình ở nhà mình quay cái vườn nho. Nho của mình trái nó cũng lớn rồi. Bây giờ mình quay cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Vườn nho mình trái nó lớn nè, nhưng mà nó chưa chín đâu. Thử mình quay quá trình thời điểm nho trái nhỏ, bây giờ trái hơi lớn, ở chừng chín mình quay cho mọi người chiêm ngưỡng vườn nho này. Vườn nho ở nhà mình cũng quay chia sẻ một chút giờ cây nho. Nho trái này là 2 tháng nè, từ ngày cắt cành miết tới bây giờ là 2 tháng nè. 2 tháng bắt đầu mình mới đi tỉa những trái nhỏ, trái đẹp nhỏ mình bỏ, mình để những trái lớn hơn. Mình quay qua cho mọi người chiêm ngưỡng và nho xanh, bữa nào chín mình quay cho mọi người thấy chín nó mới đẹp. Bây giờ nó còn xanh, nó nhỏ. Thử chưa thấy nó đẹp. Vườn nho này trái nó cũng nhiều, nhưng mà cái buồng nó cũng còn lỏng, nó còn thưa trái, nó còn nhỏ, nó chưa bung bự. Chừng nó bung trái bự là nó chặt luôn này. Ở trên cao mình quay xuống vàng nho, mặt trên của lá của vàng nho ở đầu trên nó có đám táo không phải vàng lứ, có đường bê tông để đi người ta đi. Mình quay trên cao xuống cho mọi người chiêm ngưỡng ở mặt trên của vàng nho này. Dưới trái nó sổ xuống dưới, trái nó thòng xuống dưới, còn ở trên thì lá không à. Nó trái nó buồn, nó trái nó còn nhỏ vậy nè, nó còn lỏng vậy, chứ mà chừng chín nó chặt lại, cái buồn nó bự mà nó chặt lại. Này 2 tháng rồi thì còn 20 ngày nữa là vườn nho này trái nó chín đỏ. Hai ngày nữa mà chín đỏ mình quay qua, mình cũng quay một video ngắn rồi để cho mọi người chiêm ngưỡng quá trình lúc cây nho nó còn xanh, lúc cây nho nó chín. Mình ở tỉnh Ninh Thuận là xứ nho, mình cũng quay cho mọi người nào giờ không thấy vườn nho, mở video mình lên có vườn nho mình coi cảnh nho. Hôm giờ đi lung tung rồi, bây giờ mình dời mình quay vườn nho mình. Làm thì làm, mình cũng làm kinh tế gia đình. Này đó đi tỉ những cái trái nho nha. Này cỡ 20 ngày nữa là chín bán được, ăn được rồi. Ăn được 20 ngày nữa là nó mấy buồng nho này nó màu đỏ hết, cho nó không còn màu xanh. Thì nho này nho đỏ chứ không phải nho xanh. Nó cũng có nhiều loại giống do nho này. Cây đu đủ là đu đủ xét về nho mình à. Ở nhà mình à, có cây đu đủ nó xét về nho này, cái mít trái bự không.
trái bự nho này rộng, mình quay chút đỉnh thôi chứ cũng không có quay nhiều, quay qua vườn nho mình cho mọi người chiêm ngưỡng thôi. Tôi cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ cho mình. Nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực nha.